Chào mừng các bạn đến với kênh Spider Room. Đây là bài viết John Dark, thanh nữ của nước Pháp, của tác giả Minh HD. Mình là Summarize, còn bây giờ hãy cùng bắt đầu nào. John Dark là một nhân vật lịch sử gây nên rất nhiều tranh cãi trong dân chúng, ngay từ lúc còn sinh thời cho tới tận thế hệ sau này. Những người theo đạo cho rằng cô là một vị thánh được phái xuống để giúp nhân dân thoát khỏi lầm than. Những kẻ trung lập thì lại cho rằng cô chỉ là một người phàm nhưng sở hữu tài năng và lòng dũng cảm hiếm ai có được. Một số cực đoan thì lại cho rằng cô là một kẻ dị giáo. Thậm chí, đối với xã hội hiện đại thì John Dark cũng là một con chiên ngoan đạo bị ảo tưởng quá nhiều bởi tôn giáo, để rồi gặp phải một cái kết bi thảm. Vậy, John Dark là ai? Và tại sao giữa những lùm xùm đó, cô vẫn được coi là một trong những vị anh hùng vĩ đại nhất mà nước Pháp từng có? Để hiểu thêm về những gì mà John Dark đã làm được, chúng ta cần phải hiểu thêm về bối cảnh lịch sử nước Pháp lúc đó. Pháp ở thế kỷ 14 là một mớ hỗn độn theo đúng nghĩa đen. Theo lời của nhà sử gia De Vries, nước Pháp thậm chí còn không đáng là cái bóng của chính nó ở thế kỷ 13. Mọi sự khởi nguồn từ hoàng tộc Plantagenet vốn đã là vua ở Anh từ thế kỷ 12, nhưng hoàng tộc này có gốc gác từ các vùng của Pháp nên họ tự cho mình quyền đứng dậy vỗ ngực tự xưng vương ngay trên lãnh thổ của Pháp, đòi hỏi quyền làm vua cả hai nước. Trong khi đó, hoàng tộc Valois là vua Pháp, tất nhiên sẽ từ chối để một bên khác nhảy vào và tước đi quyền cai trị chính đáng của mình. Nhưng phe này cũng mặt dày không kém, đòi luôn cả nước Anh từ gia tộc Plantagenet. Chiến tranh nổ ra là điều tất yếu, và nó kéo dài tới tận hơn một thế kỷ. Người thời nay gọi cuộc chiến ấy là cuộc chiến trăm năm. Mối họa từ nước ngoài không phải là yếu tố duy nhất tàn phá nước Pháp. Lục đục nội bộ cũng xảy ra ở khắp mọi nơi, và cũng vì sự tranh chấp quyền thừa kế ngôi báu. Chủ yếu gây ra bởi sự bất hòa giữa hai thế lực hoàng gia thuộc hội đồng nhiếp chính. Vua trị vì nước Pháp khi John mới ra đời là vua Charles đệ 6, hay còn được nhân dân gọi một cách đầy tôn kính là vua điên Charles, bởi vì ông điên thật, một tuần có 7 ngày thì 5 ngày lên cơn, không có khả năng trị vì, nên em trai ông vua là công tước Louis xứ Orleans và em họ vua, công tước Jean Sangpue xứ Burgundy bắt đầu cắn xé lẫn nhau để có được ngôi của vua điên. Cuộc xung đột lên đến đỉnh điểm khi công tước Louis bị ám sát bởi lệnh của Jean Sangpue vào năm 1407. Người ủng hộ chia ra làm hai phe là Armagnac và Burgundy. Nước Pháp rơi vào chảo lửa khi nội chiến xảy ra ngay trước mũi giáo lam le của nước Anh. Vua Anh tất nhiên là sẽ thừa nước đục thả câu. Ngay lập tức, Henry đệ 5 đánh Pháp và chiến thắng, trong khi vua Pháp kế nhiệm là Charles đệ thất mới chỉ 14 tuổi. Ông cố gắng ký hiệp ước chủ hòa với phe Burgundy để tập trung cố thủ trước mối nguy bị nước ngoài xâm lược vào năm 1419. Nhưng ông bị những người ủng hộ mình bóp ré bằng cách ám sát luôn nhân vật quan trọng của phe còn lại trong buổi triều kiến. Vị công tước mới của xứ Burgundy buộc Charles đệ thất chịu trách nhiệm, mặt khác liên minh luôn với người Anh. Năm 1420, nữ hoàng Pháp Isabeau ký hiệp ước Troyes, theo đó vua Henry đệ ngũ của nước Anh và con cháu của ông sẽ được kế vị ngai vàng của nước Pháp thay cho vua Charles đệ thất, dẫn tới hệ quả là bản đồ lãnh thổ của Pháp bị người Anh vẽ lại theo đúng nghĩa đen. Năm 1429, toàn bộ miền Bắc nước Pháp đã bị chiếm, phe Burgundy giữ thành phố Reims. Thành phố này đóng vai trò quan trọng bởi nó là nơi đăng quang truyền thống của nhà vua. Trong khi cả hai người đang tranh ngôi, chưa có ai được tôn lên làm vua cả. Người Anh lúc đó tiến vào Orleans là lá chắn cho cả trung tâm nước Pháp. Theo các sử gia hiện đại, tình hình lúc đó là số mệnh nước Pháp đang treo trên Orleans. Không ai tin thành phố này có thể kháng cự trong khoảng thời gian dài. Nhưng đây chính là khi lời sấm truyền của pháp sư Merlin nổi tiếng ứng nghiệm, nước Pháp sẽ thất thủ bởi một người phụ nữ, nhưng sẽ được cứu rỗi bởi một người con gái tới từ ranh giới Lorraine. Người phụ nữ đầu tiên chính là nữ hoàng Isabeau. Vậy người con gái mang cho mình số mệnh cứu rỗi nước Pháp là ai? Năm 1412, hai vợ chồng George Dark và bà Isabelle Home hạ sinh cô bé gái xinh đẹp tại Dorémy gần với Lorraine thuộc vùng đông bắc nước Pháp. Cô bé ấy được đặt tên là John. Gia đình cô bé John sở hữu 50 mẫu đất để làm nông nghiệp. Ngoài ra, cha của cô còn chỉ huy một đội dân quân để có thêm thu nhập. Trong khi đó, bà Isabel là một nông dân điển hình, bởi vậy mà bà dạy lại cho con gái mình mọi thứ bà biết, trong đó bao gồm việc dệt vải từ lông cừu. Vì là người con gái trong thời Trung Cổ, và một phần do giai cấp của gia đình mà John không được đi học, bởi vậy cô không hề biết đọc hay biết viết. Tôn giáo là thứ duy nhất mà cô được tiếp cận. Ngay từ khi còn bé, John đã có niềm tin mãnh liệt vào Chúa khi tham gia rất nhiều buổi học đạo được tổ chức tại nhà thờ. Cô thấm nhuần những câu chuyện được cha xứ truyền lại về các vị thánh và về Chúa Giê-xu. Không rõ có phải do sự trung thành của John hay không, mà vào năm 1412, John Dark đã nhận được thiên khải đầu tiên khi mới 12 tuổi. Lúc đó, cô bé đang ở ngoài đồng một mình thì đã nghe được một giọng nói lạ.
Sau đó, lần lượt Tổng Thiên sứ Michael, Thánh nữ Catherine xứ Alexandria và Thánh nữ Đồng Trình Margaret đã truyền cho John Dark đánh đuổi người Anh và đưa Thái tử Charles Đệ Thất tới Rheims để lên ngôi vua. Sau khi nghe được lời triệu hiệu, John đã hiểu được số mệnh to lớn của mình trong tương lai. Ta thà ngồi cạnh và khâu vá bên mẫu thân của mình bởi những điều to lớn này có lẽ không nằm trong khả năng của ta. Nhưng ta phải đi và ta phải thực thi nó bởi Chúa Trời đã đặt số mệnh vào đôi tay này. Khi John lên 16, tức năm 1428, cô nhờ một người họ hàng để đến được Vaucouleurs nhằm thỉnh cầu chỉ huy đơn vị đang đóng quân tại đó là Bá tước Robert de Batuicu cho phép được tiếp kiến triều đình Pháp tại Chinon. Tất nhiên là cô bị từ chối, thậm chí còn bị chế giễu. Không nản lòng, John tiếp tục quay trở lại vào tháng 1 năm 1429. Lần này cô được hai nhân vật quan trọng là John de Metz và Bertrand de Poulagi ủng hộ. John gặp được bá tước lần thứ hai và tuyên đoán chính xác sự thất bại của quân Pháp trong trận Herrings gần Orleans. Robert de Batuicu điều một đội quân bảo vệ John Dark tới Chinon để diện kiến triều đình. Để có thể tới được địa điểm, cô thậm chí đã phải cải trang thành con trai để băng qua lãnh địa của phe đối địch. Tại buổi tọa đàm kín, John đã gây ấn tượng lớn bởi những bài phát biểu của mình, tới mức phải ngay lập tức phái người thẩm tra lý lịch và giáo lý của cô. Cùng lúc đó, mẹ vợ của Charles Đệ Thất đang tự chi một lượng ngân sách khá lớn để chuẩn bị lực lượng cứu viện cho Orleans. John thỉnh cầu để được tham gia quân đoàn này với tư cách là một hiệp sĩ, có đầy đủ áo giáp trắng, cờ, ngựa và thị đồng. Nhưng tại sao một cô thôn nữ lại ngay lập tức được điều ra một trận chiến lớn, quyết định số mệnh của cả một đất nước như vậy? Theo nhà sử gia Stephen Ritchie, sau bao nhiêu năm thua hết trận này tới trận khác, các lãnh đạo quân sự và dân sự của Pháp đã mất sạch uy tín và tinh thần. Lúc Dauphin Charles chấp thuận lời đề nghị khẩn thiết của John được phép có vũ trang và chỉ huy quân đội, ông hẳn đã hiểu rằng mọi phương sách thông thường và hợp lý khác đều đã thất bại. Chỉ có một vương triều ở thế cùng cực tuyệt vọng lắm mới nghe một cô thôn nữ thất học tự xưng mình là sứ giả của Thượng Đế để truyền xuống lãnh đạo quân đội để giành chiến thắng. John Dark tới Orleans ngày 29 tháng 4 năm 1429. Ban đầu tưởng dòng công tước xứ Orleans không cho phép cô tham gia cuộc họp, cũng như là không thông báo thời gian mà quân Pháp sẽ giao chiến. Tuy vậy, điều này không ngăn cản được John có mặt trên mọi trận địa. Tới nay, người ta vẫn tranh cãi về ảnh hưởng và thực quyền của John. Các sử gia truyền thống vẫn tin rằng John chỉ là một nhân tố hỗ trợ về mặt tinh thần. Tuy nhiên, các học giả hiện đại nhấn mạnh rằng các quan tùy tùng rất không phục cô bởi tài chiến lược của mình. Tôi nghiêng về đánh giá của các sử gia hiện đại, nay lại giành được nhiều chiến thắng vang dội từ lúc John Dark xuất hiện. Đây chắc chắn không phải là một sự trùng hợp. Cán cân của cuộc chiến dần được đảo chiều bởi bàn tay của một người thiếu nữ. Trong năm tháng bị vây hãm, quân Pháp chỉ đối kích duy nhất một lần và đó là một thất bại thảm hại. Tới ngày 4 tháng 5, quân Pháp tiến hành một cuộc đột kích nữa, trong đó có sự tham gia của John Dark và mang lại chiến thắng ngoài sức tưởng tượng. Thừa thắng, John tiến đánh pháo đài thứ hai Saint John de Blanc. Hóa ra, pháo đài này bị bỏ trống bởi phe địch đã dồn hết lực lượng bảo vệ phòng tuyến trước đó. Ngày tiếp theo, John đề xuất một cuộc đột kích nữa vào quân địch, nhưng lần này bị công tước xứ Orleans bác bỏ. Thậm chí, người này còn ra lệnh khóa cửa thành để không cho John tham gia giao chiến. Nhưng điều này không ngăn cản được quyết tâm của cô gái trẻ. John triệu tập dân chúng và binh sĩ để đòi thị trưởng phải mở cửa thành. Chỉ có một viên cai đội hỗ trợ, cô vẫn đánh chiếm thành công pháo đài Saint-Augustin. Ngay tối đó, cô bị loại ra khỏi hội đồng quân sự do kháng lệnh. Cô vẫn đòi tấn công cứ điểm chính của quân Anh vào ngày 7 tháng 5. Sự cứng đầu này dẫn tới nhiều chiến thắng liên tiếp khiến dân chúng thời đó ghi nhận sự anh hùng của John trong chiến trận. Dù trúng một tên vào cổ, cô vẫn quay lại chiến trường, chỉ huy quân đội trong đợt tấn công cuối cùng và hạ thành. Liên tiếp các chiến thắng tại Orleans làm nhuệ khí của quân Pháp tăng cao, rất nhiều người đã muốn tiến hành một cuộc chiến dịch để phản công ngay lập tức. Uy tín của John Dark cũng được tăng đáng kể, những người từng phản đối cô giờ cũng trở thành đồng minh để cùng nhau sát cánh nhằm giải phóng đất Pháp. Bởi vậy, John đề xuất một kế hoạch vô cùng táo bạo cho Charles Đệ Thất, giao quyền chỉ huy và chấp thuận cho cô đánh chiếm các cây cầu bắc qua sông Loire nhằm tấn công vào Oise. Đây thực sự là một kế hoạch táo bạo khi Oise cách xa tấp đôi Paris, nằm sâu trong lãnh thổ của kẻ địch. Nhưng chỉ khoảng 2 tháng sau, thành Oise treo cờ trắng, mở cổng đầu hàng ngày 6 tháng 7. Ngày hôm sau, buổi lễ lên ngôi vua được tổ chức. John thúc giục nhà vua cho tiến đánh Paris gấp, nhưng triều đình lại muốn đàm phán ngưng chiến với công tước Burgundy. Điều này chỉ giúp cho phe đối địch kéo dài thời gian để tăng cường viện trợ nhằm giữ chân Paris đến cùng. Phải tới tận ngày 8 tháng 9, quân Pháp mới có thể công phá vào thành Paris. Trong trận chiến ấy, John cũng trúng phải một mũi tên vào chân nhưng vẫn tiếp tục chỉ huy cho tới khi triều đình hạ lệnh ngưng chiến và rút quân một cách khó hiểu. Phần lớn sử gia đổ lỗi cho tể tướng Pháp đương nhiệm là George de la Tremoille vì đã phạm phải quá nhiều sai lầm chính trị tai hại kể từ sau lễ đăng quang của vua Charles Đệ Thất. Thậm chí, nó còn phần nào dẫn tới cái chết của nữ anh hùng mang trong mình số mệnh cứu rỗi nước Pháp. Vậy thì, vì đâu mà tới nỗi ấy? Khi John Dark tới Compiègne để bảo vệ thành phố và chống lại sự vây hãm của Liên quân Anh và Burgundy, cô đã bị bắt sống. Khi ấy là vào ngày 23 tháng 5 năm 1430.
Khi hạ lệnh rút lui, cô là người rút lui sau cùng để bọc hậu cho đồng đội. Sự quả cảm này đã khiến cô rơi vào bàn tay của kẻ thù. Theo lẽ thường tình, thân nhân có thể dùng tiền để chuộc lại tù binh, nhưng gia đình John chỉ là một nhà làm nông bình thường, đào đâu ra tiền. Vua Charles đệ thất tới nay vẫn bị chỉ trích là không có động thái giúp đỡ hay là can thiệp. Cũng có rất nhiều lần John vượt ngục nhưng đều thất bại. Cô đã có lần nhảy từ tòa tháp cao gần 21 mét xuống một cái hào khô rồi bị chuyển tới thị trấn Arras. Nhưng không may, đây lại là nơi do Burgundy kiểm soát, John lại bị bắt về. Chính quyền Anh mua lại John từ công tước xứ Burgundy để đưa về xét xử. Tòa án xét xử John Dark mang danh nghĩa là một tòa án dị giáo, nhưng thực ra vụ xử án này mang nặng động cơ chính trị. John là người đã trợ giúp vua của phe đối địch đăng quang, bởi vậy kết tội cô là một nỗ lực nhằm bác bỏ tính hợp pháp việc vua Charles lên ngôi. Và tất nhiên, vụ xét xử này bị các thế lực lớn nhúng tay để chắc chắn rằng đích đến cuối cùng của John Dark là giàn hỏa thiêu. Các phần quan trọng trong bản ghi chép đã bị sửa đổi để chống lại cô. Toàn bộ những vị giáo sĩ được bổ nhiệm lấy lời khai thì hoặc là ở bên phe Anh, hoặc là bị cưỡng bức sửa đổi lời khai. Chính quyền Anh đe dọa sẽ cho họ lên giàn thiêu cùng John nếu không hợp tác. Đơn kháng án cuối cùng cũng bị từ chối. 12 lời buộc tội tóm tắt bản tuyên án của tòa cũng mâu thuẫn với hồ sơ tòa án đã bị sửa đổi. Bị cáo là John bị mù chữ, dưới sự đe dọa cũng đã buộc phải ký vào văn kiện tuyên bố bội giáo mà chính cô cũng không hiểu nội dung. Bởi vậy mà John Dark phải lên giàn thiêu một cách oan uổng dần tới. Nhưng cô có vẻ đã chuẩn bị để đối diện với cái chết từ rất lâu rồi. Ta thả chết còn hơn phải làm một điều gì đó khiến ta cảm thấy tội lỗi hoặc đi ngược lại ý mệnh của Chúa. Tội dị giáo chỉ bị kết án tử hình nếu đương sự phạm tội liên tục, nhưng dưới sự thao túng của chính quyền Anh, một cái cớ để kết liễu John là một điều quá dễ dàng sắp đặt. Trong khoảng thời gian bị giam cầm, John đã bị quấy rối tình dục, vì vậy cô phải mặc lại quần áo của đàn ông để tự vệ. Mặc theo một vài nhân chứng khi ấy là do quần áo của cô bị lấy trộm và không còn gì khác để mặc. Vào ngày 30 tháng 5 năm 1431, một cây cọc cao tại Jumac ở Rouen đã được dựng lên. Cây đó trói một thôn nữ khi đó mới chỉ 19 tuổi. John Dark ở trên giàn thiêu xin hai vị giáo sĩ có mặt ở đó một lời thỉnh cầu. Hãy đưa cây thánh giá lên cao để ta có thể thấy được nó qua ngọn lửa chuẩn bị thiêu rụi thân thể ta. Ngọn lửa bùng lên, thiêu cháy người thiếu nữ mang trong mình sứ mệnh giải phóng toàn bộ nước Pháp. Trước khi từ giã trần thế, cô vẫn hét lớn từ đám lửa. Ta chết vì đã nói ra ngôn ngữ của thiên thần, ta không sợ hãi một thứ gì cả bởi Chúa đang ở bên cạnh ta. Người Anh gạt đống tro ra để lộ thân xác cháy rụi của cô và đốt thêm hẳn hai lần nữa để chắc cú rằng không ai có thể thu thập làm thánh tích. Cho cốt của John Dark bị thả xuống sông Seine, theo làn nước, cô trở về với thiên đàng. Nhưng những gì mà cô để lại đã góp phần rất lớn quyết định kết cục của cuộc chiến kéo dài tới hơn một thế kỷ. Cuộc chiến tranh trăm năm kéo dài thêm 20 năm nữa sau sự ra đi của John. Vua Charles đệ thất giữ được địa vị là vua chính thống của Pháp, dù phe đối địch đã làm lễ đăng quang cho Henry đệ lục khi ông mới chỉ 10 tuổi. Nước Anh chưa kịp tái tổ chức lực lượng thì họ đã mất đi quá nhiều trụ cột chủ chốt. Henry đệ lục trở thành vị vua thiếu niên trẻ nhất cai trị mà không có nhiếp chính, và sự non yếu của ông là lý do quan trọng nhất dẫn tới đoạn kết của cuộc chiến. Sử gia Kelly DeVries cho rằng chiến thuật tấn công bằng đại bác và tập kích bất ngờ mà John sử dụng đã có ảnh hưởng lớn tới chiến thuật mà người Pháp sử dụng cho tới hết cuộc chiến. Nhà Valois giữ được ngôi báu, nền quan chủ của Anh và Pháp hoàn toàn độc lập. Người Anh mất toàn bộ lãnh thổ trên lục địa, nhưng lại lấy được Calais. Còn đối với John Dark, tên tuổi của cô trở thành huyền thoại trong suốt 4 thế kỷ tiếp theo, tới tận thế kỷ thứ 19. Tới tận thế kỷ 19, các sử gia mới tìm được toàn bộ bản ghi về phiên tòa minh oan cho cô, trong đó bao gồm lời khai từ 115 nhân chứng. Nhiều bức thư cũng được tìm thấy, 3 trong số đó có chữ ký John với nét run run của một người tập viết. Theo Stephen Ritchie, John Dark biến một cuộc chiến giành ngai vàng giữa hai triều đại, khiến nhân dân trở nên vô cảm vì mất mát, thành một cuộc chiến ái quốc được dân chúng ủng hộ. Những người quan tâm tới cô trong suốt năm thế kỷ sau đó tìm cách gán cho cô đủ mọi loại phẩm chất, tốt đẹp có mà xấu xa cũng có. Cuồng tín ma quỷ và tâm linh huyền bí, ngây thơ và bị sử dụng bởi những kẻ có thế lực, người sáng lập và biểu tượng của chủ nghĩa ái quốc hiện đại, nữ anh hùng được yêu quý và thậm chí là nữ thánh. Cô kiên định dù bị tra tấn hay là dọa chết cháy trên giàn hỏa thiêu, cô vẫn khẳng định mình được dẫn dắt bởi Thượng Đế. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thành quả mà cô đạt được khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Năm 1452, nhà thờ cũng đã tuyên bố một vở kịch tôn giáo nhằm tưởng niệm John Dark tại Orleans như một đặc ân hành hương tới đất thánh. Cô trở thành biểu tượng Liên minh Công Pháp thế kỷ thứ 16, giám mục xứ Orleans năm 1849 tới 1878. Ngài Félix Dupanloup là người đi đầu trong nỗ lực phong thánh cho cô, nhưng ông không còn sống để thấy điều đó trở thành hiện thực vào năm 1920. Cô trở thành một trong 9 vị thánh bảo trợ nước Pháp, ảnh hưởng của John còn kéo dài tới tận ngày hôm nay. Câu chuyện về một cô thôn nữ được dẫn dắt bởi Chúa Trời đã trở thành cảm hứng cho rất nhiều tác phẩm đại chúng. Có rất nhiều các tiểu thuyết hay những bộ phim truyền hình kể về cuộc đời của cô.
John Dark cũng đã có mặt trong rất nhiều tựa game như là trong Fate Grand Order. Cuộc đời, đấu tranh và phục vụ cho nước Pháp của cô cũng được thể hiện trong game chiến thuật nổi tiếng Age of Empires 2, The Age of King. Ngay ở Việt Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà thờ ngã 6 cũng được gọi là nhà thờ Thánh John Dark. Một vị anh hùng có thể lưu danh sử sách tới mãi đời sau có thể là bất cứ ai, không phân biệt giới tính cũng chẳng quan trọng xuất thân. Đó là một cô gái trẻ từ một gia đình làm nông, thất học nhưng ngoan đạo. Nhưng bên trong cô gái ấy là một chiến lược gia lỗi lạc, kèm theo lòng quả cảm và tình yêu vô bờ với dân chúng. Cô ấy được phong thánh bởi giáo hội công giáo do những phẩm chất tốt đẹp của mình. Đó là John Dark, nữ anh hùng vĩ đại của nước Pháp. Hy vọng các bạn sẽ thích video này. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì đừng quên đăng nhập vào spyroom.com để đọc thêm nha. Mình là Samurai và xin chào và hẹn gặp lại. Peace!